Are you here with me? All right. Chào các bạn. Hello. Hôm nay mình sẽ xử lý cái iPhone này. iPhone 7 Silver Color. Cứ mỗi lần mà iPhone ra cái iPhone mới thì cái iPhone cũ nó lại chạy rất là chậm, và cái pin của nó lại mau hết nữa. Bởi vậy á, hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao mà cho cái phone này nó chạy lẹ hơn mà không cần phải mua phone mới. Tại vì mỗi lần iPhone nó ra mình phải mua phone mới để nó chạy nhanh hơn, cái pin nó lâu hơn. Ok, xử lý nó nhé. Đặt nó vô đây. Đập nó bể như làm gì đúng không? Má iPhone mới ra là phụ thuộc chạy chậm mà. Ok, các bạn mà thích iPhone làm như vậy nè, đồ mua iPhone. Phải không? Đập nó chứ, xài chi nữa. Đồ mua iPhone.